Đây là con này là con Trang, chắc là chuyên cười ầm ĩ luôn. Con này không biết kêu lên gọi là con Trang thì là ngâm bảo qua một đêm nó giả buồn. Này, chế biến xong rồi. Đấy. Chả biết cái con này gọi là con gì nữa. Người bán kêu là con Trang, số con Trang như vậy đi. Nói chung cũng được. Ăn cho qua mùa mưa. Nghe tiếng rào rào không? Đà Lạt mưa quá mưa. Rồi sẵn sàng. Nói chung là tự làm và tự xử lý món này hết cũng được. Chung á là cũng thơm, cũng chua, cũng ngọt như người ta vậy đó. Tôi ăn đỡ. Dẫu sao thì mình cũng phải thú nhận điều là mình làm cái món này không bao giờ mà bằng ở ngoài tiệm làm đâu. Nhưng mà có cần hơn không?